Mẹ em mới mất 14 củ, giờ em lên build PC cấu hình như nào ạ? Em chỉ chơi game không live stream. Anh build giúp em cấu hình PC 14 củ khoai mạnh nhất. Quá đơn giản. Ok em nhá, ngày hôm nay chị sẽ build cho em một con PC cấu hình ngon nhất trong phần giá 14 củ. Let's do it. Tùng ơi, để mà nói về việc lựa chọn CPU ấy, em thấy cực kỳ quan trọng. Bởi vì CPU thì chẳng khác nào bộ não của PC, và đặc biệt là nó quyết định rất lớn đến hiệu năng tổng thể của một bộ PC. Vì vậy ở đây anh chị chọn cho em Intel Core i3 12100F là CPU tầm trung hướng đến hiệu năng trên giá thành của Intel. Nó sẽ phù hợp cho các bộ máy từ tầm trung đến cao cấp, phục vụ mục đích làm việc gaming với mức giá vô cùng hợp lý, được sản xuất trên tiến trình 10 nanomet tân tiến hơn so với 14 nanomet của thế hệ cũ, trang bị 4 nhân thực, 8 luồng xử lý hiệu suất ôn core đạt ngưỡng 4.1 đến 4.3 GHz trên toàn bộ nhân. Sau đây, anh chị sẽ đi sâu vào bài test giữa hai con, đó chính là i3 12100F và i3 10105S thế hệ cũ. Và bây giờ cấu hình anh chị sẽ sử dụng để test chính là PCM Gaming Gigabyte. Còn bây giờ là bài test khả năng xử lý đơn nhân và đa nhân, từ đơn giản đến phức tạp trong các tác vụ và ứng dụng. Đấy, qua các bài test thì dễ dàng có thể nhìn thấy là con CPU 12100F hoàn toàn vượt trội hơn so với con CPU 10105F, và có những bài test là hơn hẳn 50%. Đấy là lý do tại sao con CPU này được lựa chọn trong bộ PC chiến game tầm trung. Và mainboard trong bộ PC gaming Gigabyte đó chính là H610M với 2 khe RAM hỗ trợ tối đa 64GB, các khe cắm VGA, SSD chuẩn NVMe cao cấp và đầy đủ các cổng kết nối cần thiết VGA, HDMI, USB 3.0 và jack âm thanh. RAM Team Group T-Force Vulcan G 8GB, bớt 3200. Với con này thì em có thể chơi game đủ dùng và có thể nâng cấp thêm, nếu dư giả khoảng tầm 700k là có thể sở hữu thêm một em nữa. Thành phần quan trọng bậc nhất của một bộ PC gaming không gì khác, đó chính là các đồ họa rời. Và đây cũng chính là linh kiện mà PCM hao công tổn sức, mất nhiều thời gian đánh giá và cân nhắc nhất. Sự lựa chọn cuối cùng ở đây chính là Gigabyte RTX 2060, cần cực kỳ tốt mọi tựa game ở độ phân giải Full HD, thậm chí là 2K. Gigabyte RTX 2060 được trang bị hai quạt làm mát lớn với kích thước 90mm, đảm bảo hiệu năng tản nhiệt tốt trong suốt quá trình sử dụng. Thêm một điểm cộng nữa là sự có mặt của backplate. Điều này sẽ giúp hạn chế tối đa sự xuất hiện của bụi trên bề mặt bo mạch, và đặc biệt là nó sẽ tăng thêm tính thẩm mỹ của bộ máy. Tuy nhiên, đây là cấu hình PC hướng đến chơi game, nên là mình sẽ tập trung vào hiệu năng con này nhé. Em 2060 này thì có hiệu năng ngon hơn 3050 đấy, chỉ thua một chút so với 3060 thôi. Trang bị công nghệ siêu bền và WinForce 2X bền bỉ, thiết kế đẹp, đặc biệt ăn rất ít điện, sử dụng công nghệ ray tracing, chơi game FPS rất cao. Không những thế, nó còn xử lý tốt các ứng dụng đồ họa cho anh em làm việc đồ họa. Từ từ nhá, điều này mới là quan trọng này. Giá chưa đến 6 củ. Và tôi xin nhắc lại này. Đây, Gigabyte RTX 2060 giá 5.990.000 đồng. Cái tình cho anh em thấy luôn. Về SSD, anh chị sử dụng chiếc SSD đến từ nhà Gigabyte với dung lượng 240GB chuẩn SATA 3 thì anh em có đâu đó khoảng 150GB để sử dụng lưu trữ dữ liệu và game nhé. Và khi mà sử dụng chiếc SSD này thì anh em tha hồ lưu trữ đủ dùng với tốc độ ghi và đọc lên tới 500MB/giây. Về nguồn sẽ đến từ nhà Antec Atom V550 với công suất sực 550W. Và với nguồn điện này thì hoàn toàn đủ để cung cấp cho toàn bộ linh kiện trong bộ PC. Cuối cùng rồi, chúng ta sẽ chỉ còn vỏ cây thôi. Vỏ cây sẽ là linh kiện để chúng ta hoàn thiện nốt bộ PC này. Và nên nhớ nhé, khi chọn cây, phải lưu ý hai yếu tố. Thứ nhất là phải dễ lắp, thứ hai phải thoáng mát. Với cây Kenno eSport G362 với 1, 2 và 3 fan LED đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí trên. Và bây giờ, mời anh em chiều ngưỡng.
Vậy là xong ngay bộ PC 14 triệu chiến game cho ông em nhé. Anh em đã xem hết các bài test rồi. Nếu anh em có câu hỏi gì, comment bình luận phía dưới cho tôi biết. Hoặc là nếu chưa biết build PC như thế nào, trong tầm giá bao nhiêu cũng để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chưa hết, khi build bộ PC này, anh em còn được tặng combo bàn phím chuột gaming G21B và tặng kèm pad chuột Razer, đồng thời giảm 100k khi mua kèm màn hình gaming.